Alo, alo. Mẹ nói gì rồi con? Hả? À, có bắt đứa này. Ủa, ta ơi. Đấy, mưa đã được nhả lớn. Gái ơi. Con cá đi, chế to quá. Đôi bắt con cá nhỏ hơn. À. To quá chịu không chơi được. Đấy. Dạ con. Lứa này con. Tìm có mày có lứa nào mà mẹ nó ba à rồi mơ trong này có bảy con à sáu thôi mày à một con là hai con mẹ mẹ đếm giỏi quá mẹ ơi nhung về ăn lươn đâu nhung ơi chân mình nấu chút lươn lươn này là gọi là lươn gì con? Lươn bé à? Lươn bé. Con. Ở đó đây gọi lươn bé à? Mua nhúng à? Mới mua về xong. Đây. Bác vẫn nổ nổ trong bé ta đưa ra đây. À cố vấn chứ. Quên. Nghe cái lông mí này. Ý ý. Để mày coi cái lông mí mà. Tâm tai gì đâu mà tay vẫn thế mua gì con ắc kính á mưa thì ai đi được tề úi chà bác vẫn nó nhủ mén mãi đưa đi học đi hả mãi đi học không đang nghịch đó ý à mệt lớn đây đó nhiều lượt luôn này bác vẫn có ăn không hôm nay nhiều chiều anh ở lại ăn ăn lượt mà không chịu về rồi ô con cá đi con lượt đi con lượt đi mày đừng ngồi ý cho tao con cá này đó ơi con cô gái đấy ôi con cá là cô gái á ơi đòn coi quế đây trời mưa đi nha bác hướng nhú có bùn không để má ta vô ta ủng hộ mà mưa quá nè hẳn mỗi sơ con chi mớ con rạn hẳn đang bắt nữa con lướt con rạn chơi không nhỏ con rạn nhỏ á ờ con rạn nhỏ vẫn bắt được đây bắt được đó đấy đây đây ý gì bẩn đi đó bỏ cái trong là sáng là luôn đây đấy trời mưa không biết làm gì cả đứa lươn đang nghịch này đổ đổ ra đây cả cho nhiêu này lớn này đổ lên đây thôi nó bắt con sáng bắt sáng chạy à bên ở đây bên này có mấy con ở đây này chú Giang có uống rượu lớn mà đấy cái lớn cứ bơm bên tay cá gãi con đứa mẹ anh chế con cá đi bù bắt to quá hẳn không bắt được nên là bộ hình như bộ bắt cho hình con cá nhỏ thôi đó à. Đây này bộ bắt ở nhà họ một đống lớn cho về cho đây.